Đó, Parker. Không liếm cháu là ướt hết người. Ơi, nhìn cái màu của Parker nhìn trông rực luôn. Trời. Nào, Parker đâu? Parker. Parker đâu? Ra đây xem nào. Nào. Đó. Con lõm đâu rồi? Lõm. Ra đây. Ừ, chào em nhá. Đây này cho ta cọc. Rồi, chào lõm nhá. Trời ơi. Ta với tây đấy. Béc dê và cọc lõm để yên để xoay em lõm tí. Ừ, chào lõm nhá, lõm rất là xinh gái đó, lõm cực kỳ xinh luôn, lõm đang có bầu, lõm với sẹo. Sẹo đâu? Sẹo ra đây xem nào. Ra đây, sẹo. Em Parker, em Parker bắt nạt sẹo à? Sẹo ra đây xem nào. Ra đây. Sẹo ơi. Lại lượn. Hai thằng đực nó có thể nhường cái nhưng nó không nhường nhau. Parker ra đây xem nào. Không cho con sẹo ra thì Parker ra đây. Xoa Parker một tí rồi Parker ra kia Parker chơi đi. Rồi để cho em sẹo vào đây tí nhá. Ok. Nha. Yeah. Thôi được rồi. Bác cờ ra kia chơi đi. Ba đứa nó đang cắm chân. Không, không vào. Ồ, bác rể. GSD German Shepherd Dog. Gạ nô nhau đấy, gạ nô đấy. Gạ cọc đực nô. Nhưng mà đợt này con béc dê nó toàn bắt nạt con cọc thôi. Nó to hơn, nó cứ cạy cái chân, lấy chân nó đè. Sẹo. Sẹo ơi. Chuồn. Con cọc cái thì nó đang bầu, cọc đực thì muốn gạ cọc cái chơi. Đấy. Nhưng mà né anh béc dê, không chơi với anh béc dê. À. Không chơi với béc dê hả? Không chơi với con Parker hả? Parker nó chơi toàn chơi cáu cùn cho nên là con sẹo không chơi hả? Sẹo ơi. Sẹo. Sẹo. Này, nay gọi tỉnh bơ này, thấy thấy con này đứng ở đây thành ra nó tỉnh bơ nó né. Kiểu như là con béc dê nó chơi kiểu nó chơi kiểu chơi cục quá cho nên là nó ông cho ta này là ông né. Parker ra kia, Parker đi vệ sinh đi, chúng nó đi vệ sinh hết rồi, còn mỗi Parker chưa thôi. Parker ra đi vệ sinh đi. Đái đấy hả? Đánh dấu hả? Đã có con nào lên giống đâu mà sao Parker đái ở đấy làm gì? Nhận địa bàn đấy hả? Ui giời, cái màu vàng của bọn này nó rực kinh khủng khiếp nhỉ? Yeah. Phải nói là cái màu nó rực.
quay video đủ sáng ấy, cái màu vàng của nó rực như là cả con béc dê cũng thế và cả hai con cọc cũng vậy. Đó, rực lửa luôn. Có đủ nắng cái là cái màu nó trông như kiểu nhòe màu. Parker. Ồ, chào Parker, ra đây xem nào. Chào Parker đẹp trai nhá. Thôi rồi, Parker ra kia đi, Parker đi ra chơi và đi vệ sinh đi. Ra vườn đi vệ sinh đi. Nhanh khẩn trương nào. Béc Đức. Thôi không làm phiền em. Nó chơi với con cái cũng nhẹ nhàng lắm.